Cập nhật tình hình COVID-19 ngày 21 tháng 3. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin thế giới. Số ca tử vong vì COVID-19 tăng tốc tại Italia. Tây Ban Nha, Đức tăng vọt số ca nhiễm. Mỹ-Trung tiếp tục đấu khẩu về nCoV. Bản tin Việt Nam. Thêm 6 ca mắc COVID-19, trong đó có 2 nhân viên y tế đầu tiên. Gỡ lệnh cách ly ở phố Trúc Bạch. Dịch COVID-19 tại Việt Nam đang đi ngược với diễn biến của thế giới. COVID-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào hồi tháng 12 năm 2019, nay đã xuất hiện ở 185 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, khiến hơn 275.000 người nhiễm, trong đó có hơn 11.300 người tử vong và gần 91.000 người bình phục. Mỹ và Trung Quốc gần đây không ngừng đấu khẩu về dịch COVID-19. Theo báo cáo cập nhật tối ngày 20 tháng 3 của Bộ Y tế, hiện nay Việt Nam có 196 ca nghi ngờ mắc COVID-19 đang được cách ly theo dõi và 36.050 trường hợp có tiếp xúc gần, trở về từ vùng dịch và được theo dõi y tế. Bản tin thế giới, Italia, 627 người chết và hơn 6.000 người mắc COVID-19 trong ngày. Reuters dẫn thông tin từ cơ quan phòng vệ dân sự Italia cho biết, trong ngày 20 tháng 3, nước này ghi nhận thêm 627 trường hợp tử vong vì COVID-19, nâng số người tử vong tại đây lên 4.032 người. Đây là ngày có nhiều người chết nhất ở Italia kể từ khi dịch bùng phát vào cuối tháng 2. Số người tử vong vì COVID-19 ở Italia hiện nay đã vượt xa Trung Quốc hơn 3.200 người. Cũng trong ngày hôm qua, số người mắc COVID-19 ở Italia tăng hơn 6.000 ca lên 47.021 ca. Giới chức trách địa phương cho biết, con số thực tế có thể cao hơn so với thống kê do nhiều người không được xét nghiệm trước khi qua đời. Trong khi đó, dịch COVID-19 tại Italia chưa có dấu hiệu đạt đỉnh. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ dân sự Italia Angelo Borrelli cho biết, tuần tới có thể chưa phải là đỉnh dịch mà có thể là tuần sau nữa. Tây Ban Nha có hơn 1.000 người chết, Đức tăng thêm gần 3.000 ca nhiễm. Tây Ban Nha và Đức tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm và tử vong vì virus corona trong vòng 24 giờ qua, biến cả hai nước này trở thành ổ dịch lớn nhất tại châu Âu. Hôm qua, ngày 20 tháng 3, số ca tử vong vì virus corona chủng mới COVID-19 tại Tây Ban Nha đã tăng thêm 235 người. Trong khi đó, tại Đức, số ca mắc COVID-19 tại Đức đã tăng thêm 2.958 trường hợp trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 13.957 người. Số ca nhiễm tăng vọt cùng số người chết vượt mốc đã khiến Đức và Tây Ban Nha trở thành một trong 4 nước bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nặng nhất trên thế giới. Trước diễn biến phức tạp, một số nước khác ở châu Âu đã yêu cầu người dân nên ở nhà, phạt nặng với một số trường hợp vi phạm lệnh phong tỏa phòng dịch. Ngay ngày đầu tiên áp dụng, Pháp đã phạt hơn 4.000 người. Trung Mỹ gắp lửa cho nhau vì COVID-19. Cuối tháng 11 năm 2019, những ca nhiễm virus corona mới được phát hiện lần đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc. Nguồn bệnh được xác định tại khu chợ Hoa Nam, chuyên bán đồ tươi sống. Mọi người thường gọi mầm bệnh này là virus Vũ Hán hoặc là nCoV. Tuy nhiên, Trung Quốc không cho rằng SARS-CoV-2 không bắt nguồn từ quốc gia đông dân nhất hành tinh. Trước đó, ông Trump và ông Tập từng ca ngợi nhau vào đầu năm khi đạt thỏa thuận thương mại. Giờ đây, hai nước đang tìm cách đổ lỗi cho nhau về COVID-19. WHO từng cảnh báo đặt tên cho các dịch bệnh, phản đối những tên gọi gây ra sự kỳ thị hoặc phân biệt đối xử với các nhóm dân tộc nhất định. Nhưng ông Trump vẫn bảo vệ quan điểm, giải thích rằng ông nói như vậy là một phần vì các cơ quan chức trách Trung Quốc tuyên truyền rằng Mỹ có thể đã đưa dịch đến nước họ. Các chuyên gia nhận xét với cách phản ứng như vậy, Mỹ-Trung đang bỏ lỡ cơ hội đoàn kết sức mạnh để chống lại kẻ thù chung. Họ là nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ hai thế giới, cả hai đều đang đối phó với đại dịch toàn cầu. Chang Li từ trung tâm Zone Elton, Trung Quốc nói kẻ thù chung là nCoV. Khủng hoảng đáng lẽ phải kéo hai đối thủ xích lại gần nhau để dẫn dắt nỗ lực và đối phó với dịch, nhưng trên thực tế dường như nó đang đẩy họ xa hơn, Rap Hopper nói. Tin Việt Nam. Thêm 6 ca mắc COVID-19, một trường hợp là phi công người nước ngoài của Vietnam Airlines. Chiều và tối ngày 20 tháng 3, Bộ Y tế đã công bố thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 91. Trong đó, 17 bệnh nhân đã được chữa khỏi, hiện nay còn 74 trường hợp mắc đang được cách ly, theo dõi và điều trị tích cực. Trong số 6 ca mới được ghi nhận, có một người là phi công của Vietnam Airlines, một thực tập sinh khách sạn, hai du học sinh và hai điều dưỡng tại Bệnh viện Bạch Mai. Các ca mới đưa số bệnh nhân đang điều trị ở Hà Nội lên 27, nhiều nhất cả nước. Địa phương tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh với 17 ca. Phố Trúc Bạch có 2 ca COVID-19 số 17 và số 21 hết cách ly. Từ 20 giờ tối ngày 20 tháng 3, hàng trăm người dân kéo đến đứng ngoài hàng rào theo dõi việc phố Trúc Bạch hết hạn cách ly 14 ngày được dỡ phong tỏa. Không phát sinh thêm ca nhiễm bệnh mới, nhiều người trong khu cách ly chuẩn bị cờ để ăn mừng được trở lại với cuộc sống bình thường.
Trước đó, vào tối ngày 6 tháng 3, thành phố Hà Nội đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên tại nhà số 125 trên phố Trúc Bạch, BN17. Ngay trong đêm, phường Trúc Bạch đã ra quyết định phong tỏa một số nhà tại phố này để rà soát những người tiếp xúc với bệnh nhân, phòng ngừa bệnh lây lan. Dịch COVID-19 tại Việt Nam đang đi ngược với diễn biến ở Trung Quốc và Ý. Từ việc phân tích độ tuổi người mắc COVID-19 tại Việt Nam và diễn biến mới của dịch bệnh trên thế giới, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá diễn biến dịch bệnh đang đi ngược với Vũ Hán, Trung Quốc và Ý. Qua việc phân tích các dữ liệu, có thể thấy tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội đang đi ngược so với những biểu hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc và Ý. Cụ thể, tại Ý, 92% người nhiễm bệnh và tử vong là trên 60 tuổi. Tại Trung Quốc, 80% người nhiễm và chết cũng là trên 60 tuổi. Trong khi đó, ở Việt Nam, có đến trên 90% ca nhiễm là những người ở độ tuổi trẻ. Qua đó, ông Trung cũng đánh giá dịch bệnh hiện nay rất khó lường, nguy cơ lây nhiễm ra nhiều độ tuổi khác nhau chứ không chỉ ở người già. Tuy nhiên, chúng ta không nên hoang mang mà phải cùng nhau vượt qua khủng hoảng này, ông Trung kêu gọi. Hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về dịch COVID-19.